gia tộc họ Vũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ủy ban, các cấp chính quyền cùng nhân dân xã Đại Thắng, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định đã quan tâm giúp đỡ cho dòng họ Vũ chúng tôi hoàn thành ngôi từ đường này. Thành kính tri ân các bậc tiền bối đã tạo nên nền móng vững chắc cho con cháu xây dựng lại được ngôi từ đường khang trang to đẹp như ngày nay. Xin cảm ơn các ông, các bà, các bác, cô dì, anh chị em trong dòng họ xa gần đã góp công góp của xây dựng nên ngôi từ đường này. Trong khi xây dựng cũng như tổ chức lễ khánh thành có điều gì khiếm khuyết, xin quý vị hoan hỉ. Kính chúc quý vị cùng gia đình an khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Đạo chiếu sắc phong của cụ tổ Vũ Đình Dự hiện thờ ở cụ tổng từ đường. Sắc cho cựu Trương huyện, huyện Kim Bảng, Dự Mỹ Bá, Vũ Đình Dự, người xã Cố Đế, huyện Nam Chân, phủ Thiên Trường. Trải nhiều năm siêng năng, chăm chỉ cáng đáng việc công, nay lại quản lĩnh quân nghĩa dũng, tự nguyện đánh giặc lập công, khá khen chí lớn lao vượt ngoài khuôn mẫu. Nay đặc cách thăng cho ngươi chức chiêu thảo đồng chi, tước hầu, đốc xuất quân bản phận, theo đạ tảo quân đi đánh dẹp ngõ hầu, ngắn công xứng chức, đưa nước nhà yên hưởng phúc lành. Kính vậy thay, đặc cách xuống chiếu này, ngày 25 tháng 10 năm Đầu Bảo Hưng, tức năm 1801. Gia phả họ Vũ, làng Nhì Giáp, Trương huyện, kiêm chỉ huy sứ Dự Mỹ Bá, Vũ Đình Dự, thăng chiêu thảo đồng chi Dự Mỹ Hầu đời Tây Sơn. Ông Vũ Đình Dự vốn dòng nhà tướng, người thôn Nhì, xã Cố Đế, huyện Nam Chân, trấn Sơn Nam, nay là thôn Nhì, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông sinh ra và lớn lên vào cuối đời Lê Trung Hưng, được chứng kiến chúa Trịnh chiếm hết quyền hành của nhà vua, cho vua được ăn lộc có 1.000 xã. Chúa Trịnh Sâm sinh năm 1767, mất năm 1782, còn là người ngang ngược. Ông đã giết thái tử Lê Duy Vĩ, con vua Lê Hiển Tông. Y còn ham tiểu sắc, phế con trưởng, lập con thứ. Năm 1782, chúa Trịnh Sâm chết, thế tử Can mới lên ngôi, được 5 tuổi. Hơn một tháng sau, quân Tam Phủ nổi lên, giết quan phụ chính Hoàng Đình Bảo, lập con trưởng của Trịnh Sâm là Trịnh Tông, làm Đoan Nam Vương. Bấy giờ, con thái tử Lê Duy Vĩ là Lê Duy Kỳ còn đang bị giam trong ngục. Quân Tam Phủ nhân đả ấy đưa kiệu vào lọng đón Duy Kỳ về Hoàng Cung, được vua Lê lập thành Hoàng Tự Tôn. Họ bảo nhau rằng, lập nên vua chúa đều bởi tay chúng ta, do đó động một tí là họ nổi trống tụ họp, kéo đàn kéo lũ, họ gieo ầm ĩ, ngày càng hung hăng càn rỡ. Sử đã ghi chép giai đoạn này là đoạn kiêu binh. Năm Giáp Thìn 1784, xảy ra việc chúa Trịnh sai chiêm vũ hầu chém 7 kiêu binh, gây căm phẫn trong quân sĩ. Có người hô hào binh sĩ hưởng ứng, kéo nhau phá hủy dinh thự quan Tham Tục Nguyễn Khảng và nhà chiêm vũ hầu. Nguyễn Khảng trốn thoát, chiêm vũ hầu chạy vào phủ chúa. Quân sĩ phá thêm các nhà thân thích của hai nhà, rồi vây cung chúa Trịnh, giết chiêm vũ hầu. Từ đó trở đi, quân sĩ tụ họp hàng ngàn, tung hoành khắp các làng mạc phố phường, tùy ý cướp bóc hiếp chóc. Chính phủ làm gì thì quân sĩ chê bai bàn tán, các tướng văn võ đều phải bó tay. Năm Bính Ngọ 1786, Nguyễn Nhạc biết rõ tình hình ở Bắc Hà, quân sĩ kiêu dung, dân chúng oán hờn, mới sai người em là Nguyễn Huệ tiến đánh chiếm Phú Xuân, Nghệ An, Thanh Hóa, vào Thanh Long đánh tan quân Trịnh. Nguyễn Hạn sợ nhân tâm Bắc Hà chưa thuận theo mới, nên với tuyên bố công lao diệt Trịnh, tôn phù nhà Lê,
được vua Lê gả công chúa Ngọc Hân. Công việc vừa xong thì vua Hiển Tông mất, hoàng tự tôn Duy Kỳ nối ngôi, đổi niên hiệu là Chiêu Thống. Nguyễn Huệ kéo quân về Nam. Bấy giờ em Trịnh Sâm là Trịnh Đệ và con Trịnh Giang là côn quận công Trịnh Bồng lại kéo quân vào Thăng Long. Trịnh Đệ đóng ở phủ chúa. Các quan nhiều người dâng sớ xin cho Trịnh Đệ nối ngôi chúa. Vua Chiêu Thống không chuẩn y. Trịnh Bồng dâng biểu lời lẽ ôn tồn và khiêm tốn. Vua Chiêu Thống vừa ý, bèn hạ chiếu vời Trịnh Bồng. Trịnh Đệ mang quân đánh Trịnh Bồng, bị thua mới bỏ phủ chúa chạy trốn. Trịnh Bồng vào chầu vua rồi về đóng ở phủ chúa. Quan lại nhiều người về phe chúa Trịnh, ép vua phong Bồng làm án đô vương. Vua Lê bị chèn ép, chúa Trịnh lại nghe Dương Trọng Tế bàn mưu đem quân vào đại nội giết vua. Vua Chiêu Thống nghe tin mới sai các hoàng thân đem quân bản hộ chia đóng đánh giữ thành hoàng. Đền vua phủ chúa nghiễm nhiên như hai mặt đối chọi nhau. Lúc ấy Nguyễn Hữu Trịnh đang ở Nghệ An, Nguyễn Ban là giám sinh từ Thăng Long vào Nghệ An, giả danh vâng chiếu vua Lê, phong Trịnh làm trấn thủ Nghệ An, tước bằng lĩnh hầu, mở doanh quân trung hùng, đem quân vào kinh đuổi chúa Trịnh. Nhưng trong nước vẫn còn nhiều phe phái nổi quân đánh lẫn nhau, và Nguyễn Huệ sai sứ giả đòi xin đất Nghệ An, vua Lê Chiêu Thống không cho. Tháng 10 năm Đinh Mùi, tức năm 1787, tướng Tây Sơn là Vũ Văn Nhậm đánh chiếm Nghệ An, rồi tiến quân ra Thăng Long, bắt giết Nguyễn Hữu Trịnh. Vua Lê Chiêu Thống và Thái Hậu chạy sang Nam Ninh, cầu cứu Tổng đốc và tuần thủ Lưỡng Quảng. Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị và tuần thủ phủ Tôn Vĩnh Thanh cấp tốc dâng biểu tâu vua Thanh. Vua Thanh ban thủ chiếu giao cho Tôn Sĩ Nghị giúp vua Lê Chiêu Thống về nước. Tôn Sĩ Nghị nhận được chiếu thư, bèn điều động quân mã Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Tứ Châu tiến sang nước ta. Quân Thanh đánh thắng quân Tây Sơn nhiều trận trên đường hành quân. Sau khi lấy lại được Thăng Long, quân Thanh lại họ mình có chiếu công, coi khinh binh sĩ nhà Lê, dung túng Hoa Kiều cư trú ở Thăng Long, kinh Bắc Phố Hiến, có đến hàng vạn người. Những Hoa Kiều này thạo nước ta, am hiểu phong tục tập quán Việt, do đó nhân cơ hội đã kiếm mọi cách vu hãm những người lương thiện, áp bức những người giàu có, hãm hiếp cướp bóc, chém giết bừa bãi, nhân dân ta vô cùng lầm than khổ cực. Những cảnh đau thương tang tóc gây cho mọi người lòng căm thù quân Thanh cao độ, nên sáng ngày mùng 5 Tết năm Kỷ Dậu, tức năm 1789, khi quân Tây Sơn tiến vào Thăng Long, nhiều binh sĩ nhà Lê quay giáo giết diệt Thăng, trong đó có ông Vũ Đình Dự. Triều Tây Sơn phong ông Vũ Đình Dự chức vệ úy, rồi thăng phòng ngự Đồng Chi, chuyển giữ chức Trương huyện Kim Bảng kiêm chỉ huy sứ tước bá. Ngày 25 tháng 10 năm Đầu Bảo Hưng, tức năm 1801, có chiếu chỉ đọc cách thăng chức Chiêu Thảo Đồng Chi. Sử Mỹ Hầu đem quân bản bộ theo đạo hữu quân đi đánh dẹp. Mùa xuân năm Nhâm Tuất, tức năm 1802, Sử Mỹ Hầu theo đặc sai tiết chế thủy bộ Chư Doanh kiêm tổng binh quân dân thứ vụ Hoàng Đệ Khang Công tiến quân vào Lũy Trấn Ninh bị thua trận. Dự Mỹ Hầu mất tích. Đến tháng 6 cùng năm, nhà Tây Sơn mất nước. Để tránh sự trả thù của vua Gia Long, con trai Dự Mỹ Hầu cải trang làm người nghèo khó, đi gồng thuê gánh mướn ở dọc đường, nhân đó vào miền Trung tìm kiếm tung tích phụ thân. Về sau, nhà Nguyễn ân xá cho con cháu những người làm quan với Tây Sơn, ông mới trở lại cố hương, cố đế. Từ đường họ Vũ ở thôn Nhì, nay thuộc xã Đại Thắng, huyện Vụ Bàng, tỉnh Nam Định, còn giữ được tờ chiếu đề ngày 25 tháng 10 năm Đầu Bảo Hưng, tức năm 1801, chiếu thăng chức và phong hầu cho Trương huyện Vũ Đình Dự. Tỉnh Nam Định với diện tích 1.669 km², dân số 1.900.000 người,
là đơn vị hành chính cấp huyện có thành phố Nam Định, huyện Xuân Trường, huyện Giao Thủy, huyện Hải Hậu, huyện Nghĩa Hưng, huyện Vụ Bàng, huyện Ý Yên. Tỉnh lỵ là thành phố Nam Định. Các thế mạnh về kinh tế, công, nông, ngư nghiệp, các thắng cảnh du lịch là bãi biển Hải Thịnh, chùa Cổ Lễ, hội Phủ Dày. Trong tất cả những gì quý giá nhất mà ta mang theo khi rời bỏ quê hương, mẹ là quê hương cụ thể của mỗi chúng ta. Ai cũng cần phải có một người mẹ, bởi vì ai cũng cần phải có một quê hương. Mộc Xuất Thiên Chi do Hữu Bạn, Thủy Lưu Vạn Phán Tố Tòng Nguyên dịch nghĩa. Cây trung nghìn nhánh sinh từ gốc, nước chảy muôn dòng phát tại nguồn. Nghĩa nhân tích tụ thiên niên thịnh, phúc đức tài bồi vạn đại hanh. Dịch nghĩa: chất chứa nghĩa nhân nghìn thủa thịnh, trau dồi phúc đức vạn đời tươi. Truyền thống Việt Nam từ ngàn xưa vốn coi đạo hiếu là lửa thiêng ung đúc tinh thần gia tộc. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Lời nhắc nhở ấy đã thành kinh nhật tụng khắc ghi trong lòng mỗi người. Mà xét cho cùng, ai không cư xử tốt với cha mẹ là người sinh ra mình, thì trông mong gì kẻ đó sẽ đối xử tốt với tha nhân. Xử bạc với mẹ cha mà tốt với người ngoài thì chắc chỉ là để cầu lợi mà thôi. Cổ nhân ta quan niệm như thế, cho nên những bậc hiếu tử không một ngày sao nhãng việc phụng dưỡng cha mẹ. Luật Hồng Đức coi hành vi bất hiếu là một trọng tội, cho nên đã có những sĩ tử bao năm miệt mài đèn sách, hăm hở lều chậm ứng thi, mà dọc đường nghe tin cha mẹ mất, vội vàng bỏ cuộc quay về chịu tang. Có những vị đường quan quyền cao chức trọng, nghe tin cha mẹ mất, khóc lóc xin trả lại mũ áo để về mặc áo xô cư tang. Có cha mẹ mới có ta, làm nên là bởi mẹ cha vung trồng. Thờ cha mẹ phải hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. Ngày nay xã hội không đòi hỏi con cái phải hiếu thảo đến mức ấy. Không thể sống lại cái thời nhị thập tứ hiếu như ông Ngô Mãnh đêm nằm ngủ giữa nhà, cởi hết quần áo để muỗi bu lại đốt mình mà khỏi đốt cha mẹ. Các bậc phụ mẫu thời nay cũng chẳng bao giờ mong con cư xử với mình theo lối xa xưa, bởi con cũng cần có cuộc sống riêng, hòa nhập với xã hội hiện tại. Nhưng bổn phận làm con không thể quên công lao sinh thành dưỡng dục. Một lời thăm hỏi, một lá thư vấn an, một chuyến viếng thăm, một chút quà trong ngày sinh nhật, một bữa tiệc họp mặt gia đình, thuốc thang khi đau ốm, và nhất là những cử chỉ cùng lời nói ân cần lễ độ. Những thứ ấy có khó khăn gì lắm đâu, mà đôi khi con cũng sao nhãng để làm nát lòng mẹ cha ở tuổi cuối đời cô quạnh. Chẳng có cha mẹ nào sống mãi với con, cho nên ngày nào còn mẹ cha bên cạnh, ta hãy tự nhủ đừng quên bổn phận làm con. Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Đó là lời thống trách những kẻ bạc nghĩa mà lâu lâu ta vẫn gặp trong cuộc đời. Nó khác hẳn những bậc hiếu tử lúc nào cũng tâm niệm mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Thank you.
quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về giờ bươm vào bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm. Của nước ven sông quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón la nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài đê. Mình đi đâu tiếp tục chương trình, mình đi ra đâu hả bác? Đám mộ tổ tổ là cụ tổ là như nào là nhà mình hả bác? Đấy gần nhất đấy. À mà có đâu to nhất đấy. Ra mộ cụ tổ. Cháu chương trình tiếp theo như nào bác? Hả? Chương trình tiếp theo như nào? Nam mô tổ nó về các cụ. Về nghĩa trang. Về chỗ ông bà. Ừ. Về lên dự lễ thánh đài. Chùm khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về giờ bươm vào bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm. Của nước ven sông quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón la nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài. Do Hữu Bản, Thủy Lưu Vạn Tái, Tố Tòng Nguyên dịch nghĩa. Cây trung như nhánh sinh tử gốc, mẹ nước thôi, trời buôn dòng phát tạo nguồn. Nghĩa nhân tích tụ thiên nhiên sẽ thịnh, không lớn nỗi hay đài bồi vạn đại hanh. Dịch nghĩa: chất chứa nghĩa nhân nghìn thủ thịnh, trao dồi phúc đức vạn đời tương. Khánh thành từ đường rồi. Hôm nay là khánh thành từ đường. Con cháu ra thắp hương cụ. Thank you.
Tên là chưa chắc là cũng con cháu chưa biết được. Các cụ chắc lâu đời ạ. Nếu như cỡ ông Phúc, ông Trúc còn sống rồi. Tức là còn trên cả ông trên Phúc, nhiều ông, trên mấy đời. Mấy đời trên cả cụ Vũ Đình Dự. Mấy đời Vũ Đình Dự là ông bà gọi gì ạ? Vũ Đình Dự là có công. Có công đấy. Họ từ cụ Dự tới đây là từ cụ Dự về đây là 7 đời, còn trước Dự là 10 mấy đời, lâu đời. Những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng công đức sinh thành. Người hỡi đừng quên công cha như người ơi, làm người ở trên đời nhớ công người sinh dưỡng đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta uống nước nhớ ông cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thần linh ở chỗ thờ có thần linh ở đây. Nước thần linh đấy là thần linh. Mỗi khi là có ai về đây chôn cất là đều đưa đây. Qua và chỗ cũ ở đây. Và mình vào đây mình thắp hương xong mình ra chỗ mộ ông bà. Ra mộ ông bà. Và mình ra mộ của cụ gì ạ? Đây là cụ Hiệp. Cụ Hiệp ông cụ Hiệp bà đẻ ra ông mình. Ông bà ngoại. Đẻ ra ông bà ngoại. Có bánh không? Hả? Đây.
bác đây là bác phụ trai đây, bác phụ gái. Không có gì lớn hơn mẹ nữa đâu. Hãy nói với mẹ, khi mẹ có thể thương mẹ điều đấy. Vâng, hãy nói với mẹ, nhất là những người con đang sống xa quê hương. Vũ Quý Toàn cho rằng cha mẹ và quê hương rất giống nhau, rất gần nhau, vì cha mẹ chính là một phần của quê hương. Bởi vậy có một điều kỳ diệu là dường như bất cứ ai đi xa cũng nhớ về cha mẹ, đặc biệt là bóng dáng linh hồn của mẹ. Thành công hay thất bại, người ta đều nghĩ ngay đến mẹ và mong có mẹ bên cạnh để chia sẻ. Hồi trước Nhã ca từ Huế vào Sài Gòn vật lộn với cuộc sống mới, đã có lúc chạnh lòng nhớ tiếng chuông chùa xưa bên cạnh bóng mẹ hiền. Mẹ hiền ơi, phố cũ chiều nay có tiếng chuông nào như lệ trên tay, trên mặt nước, trên mặt người mặt lộ, cho con trở về đứng mưa sạc ngọn. Huế vào Sài Gòn tính ra chỉ có mấy trăm cây số mà còn nhớ mẹ, huống hồ Nguyễn Hữu Nhật đang ở tận Na Uy đưa tầm mắt vượt muôn dặm về quê nhà thì hẳn còn phải xót xa đến thế nào. Mẹ ơi, nhớ mẹ muốn về quê hương mặt đất thái tê buổi chiều, tuyết rơi đổ lặng bao nhiêu cũng đâu bút giá lòng nhiều bằng con. Mẹ cưu mang 9 tháng 10 ngày vẫn đầu tắt mặt tối làm đục cho đến khi con cất tiếng khóc chào đời. Dưới mái tranh nghèo, tiếng ru êm ả bên đèn dầu bóng bóng, chén cơm bát cháo mẹ nhường lại cho con, trắng đêm mẹ ngồi quạt cho con, lệ nhỏ hai hàng những ngày trái gió trở trời, thuốc thang không đủ. Con lớn lên với thời gian, mẹ dành dụm đưa con đến trường rục rã kinh sử để mong con nở mày nở mặt với thiên hạ. Thơ Nguyễn Ngọc Danh ghi rằng mẹ ru em ngồi bên cầu để mẹ đi dặn nỗi sầu trên sông, mẹ ru em giữa cánh đồng để mẹ gặt hái vun trồng cho em. Thì đúng như thế, ca dao đã có từ ngàn năm vẫn cực tà tấm lòng người mẹ. Mẹ nuôi con bấy lâu rồi, nuôi con khôn lớn thành người mới thôi. Thời chinh chiến, con trai chẳng mấy khi gần mẹ, con gái cũng phải tạo cuộc sống riêng, chia tay mẹ đi lấy chồng. Mái tranh nghèo chỉ còn chưa lại một mình mẹ bơ vơ. Nguyễn Bính viết bài thơ Lòng Mẹ là đề tả cái cảnh quạnh hiu não một thế. Lớn hơn mẹ nữa đâu. Hãy nói yêu mẹ khi mẹ còn có thể nghe được điều ấy. Vâng, hãy nói đi, nhất là những người con đang sống xa quê hương. Đỗ Quý Toàn cho rằng cha mẹ và quê hương rất giống nhau, rất gần nhau, vì cha mẹ chính là một phần của quê hương. Bởi vậy có một điều kỳ diệu là dường như bất cứ ai đi xa cũng nhớ về cha mẹ, đặc biệt là bóng dáng nhân từ của người mẹ. Thành công hay thất bại,
người ta đều nghĩ ngay đến mẹ và mong có mẹ bên cạnh để chia sẻ. Hồi trước, Nhã Ca từ Huế vào Sài Gòn, vật lộn với cuộc sống mới, đã có lúc chạnh lòng nhớ tiếng chuông chùa xưa bên cạnh bóng mẹ hiền. Mẹ hiền ơi, phố cũ chiều nay có tiếng chuông nào như lệ trên tay, trên mặt nước, trên mặt người mặt lộ, cho con trở về đứng mê sảng ngõ. Huế vào Sài Gòn tính ra chỉ có mấy trăm cây số mà còn nhớ mẹ, huống hồ Nguyễn Hữu Nhật đang ở tận Na Uy, đưa tầm mắt vượt muôn dặm về quê nhà thì hẳn còn phải xót xa đến thế nào. Mẹ ơi, nhớ mẹ muốn về, cuối hôn mặt đất thái tê mỗi chiều, tuyết rơi đổ lạnh bao nhiêu cũng đâu buốt giá lòng nhiều bà con. Truyền thống Việt Nam từ ngàn xưa vốn coi đạo hiếu là lửa thiêng ung đúc tinh thần gia tộc, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Lời nhắc nhở ấy đã thành kinh nhật tụng khắc ghi trong lòng mỗi người. Mà xét cho cùng, ai không cư xử tốt với cha mẹ là người sinh ra mình thì trông mong gì kẻ đó sẽ đối xử tốt với tha nhân. Xử bạc với mẹ cha mà tốt với người ngoài thì chắc chỉ là để cầu lợi mà thôi. Cổ nhân ta quan niệm như thế, cho nên những bậc hiếu tử không một ngày sao nhãng việc phụng dưỡng cha mẹ. Luật Hồng Đức coi hành vi bất hiếu là một trọng tội, cho nên đã có những sĩ tử bao năm miệt mài đèn sách, hăm hở lều chọc tử thi, mà dọc đường nghe tin cha mẹ mất, vội vàng bỏ cuộc quay về chịu tang. Có những vị đường quan quyền cao chức trọng, nghe tin cha mẹ mất, khóc lóc xin trả lại mũ áo để về mặc áo xô, tư tang dựng nhà bên mộ cha mẹ, không nói không cười suốt ba năm. Trong tất cả những gì quý giá nhất mà ta mang theo khi rời bỏ quê hương, mẹ là quê hương cụ thể của mỗi chúng ta. Ai cũng cần phải có một người mẹ, bởi vì ai cũng cần phải có một quê hương. Vũ Đoàn Hợp là các bác là phải gọi vào ông nội, à, ông cụ. Là cụ đấy. Ông nội đây. Ông nội đấy. Bác ơi, các bác gọi ông cụ. Là cụ tổ mới mà. Những cái cháu là gọi cụ kỹ. Cháu là gọi cụ kỹ. Cháu là gọi cụ kỹ. Cụ là cụ Vũ Đoàn Hợp. Đoàn. Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người hỡi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, là như thế là đây là ngôi mộ công sinh và thành cháu đẻ thân sinh ra của Ngô Đình Hội và Ngô Đình Hiệp đấy. Báo cáo với các chú thì ông nội, ông nội đây là phụ nội mình, ông nội chú ông mình đấy. Đấy anh.
Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Trong nguồn chảy ra.